À, chào các bác, hôm nay em đi cưa cây số. Đây, như các bác nhìn thấy cây số em đã chặt hết cành rồi. Em cưa bằng cái dòng cưa top nhé. Cưa top này thì cũng rất nhiều video em đã cưa cây để các bác tham khảo rồi. Đây là cưa top xịn nhé. Đây các bác này. Em sẽ cưa luôn. Cây số này thì hôm nay mẹ em bảo chặt. Em dùng cưa để em cưa nhé. Đây. Cái cưa này thì cái cây sấu này thì đường kính của nó thì cũng khá to đấy. À, em sẽ cưa ở cái phần thân trên này nhá. Đây là cái lưỡi cưa top này. Đây là vỏ. Đây. Em sẽ cưa ở cái phần này luôn để các bác tham khảo cái mẫu cưa top chất lượng này. Cái cây này thì đường kính của nó rất là to, nó cũng phải được mười mấy gần 20 phân. Anh cứ tiếp đây để em đỡ nữa là đủ. À mà em cứ hấp đủ rồi. Ui đổ. Đạo không? Bỏ ra nhá. Ừ. Ok. Đây các bác thấy đây là cái cưa top. Một cái dòng cưa hãng, cưa chất lượng, một cái dòng sản phẩm chủ đạo của bên cơ sở em. Đấy các bác mà quan tâm có biết rất nhiều video em đi cưa cành bằng cái mẫu cưa top này. Thật sự là nó rất đơn giản để các bác cưa những cái cây cỡ to như thế này, chỉ cần chưa đến một phút nhé đã xong cái cây như thế này rồi. Thật sự là một lưỡi cưa quá là sắc bén luôn. Đấy, đây là cái dòng cưa top. Và bên cơ sở em là một bên bán tất cả những cái dụng cụ về nông nghiệp, về bonsai cây cảnh. Các bác mà cần thì liên hệ luôn với bên em để đặt những cái sản phẩm hữu ích như thế này, vô cùng là sắc ngọt luôn, sắc lắm các bác. Này. Em thử test lại. Nói thật là em không biết là cưa đâu, nhưng mà em thấy nó rất chỉ là sắc nhá. Cưa như này sẽ dễ hơn. Đấy, rất nhiều video em đi cưa bằng cái để top này rồi. Quá là sắc ngọt các bác ạ. Thì đây là cái dòng cưa top nhé. Em có chia sẻ một chút để các bác tham khảo. Với cái lưỡi top này là lưỡi top xịn nhá. Hai cái mắt của nó tròn rất đều với nhau đây này. Đây. Và cái dòng chữ top của nó nhá. Cái chữ top ở trên phần lưỡi cưa này. Nếu mà lưỡi cưa xịn thì cái chữ của nó như thế này nhá. Đấy, các bác để ý kỹ này. Cũng có cái lưỡi thì nó cũng chữ này nó màu hơi vàng nhạt. Với cái dòng cưa top xịn thì các bác nhìn thì các bác biết ngay cái chất của nó rất chi là ok, nhìn nó rất đẹp này. Chắc chắn đây là cái dòng cưa làm vườn, cưa top nhá. Thì bên cơ sở em có rất nhiều những dòng cưa, ví dụ như là SGK đây. Với cái dòng SGK này thì như nhà em dùng một cái cưa cũ đây các bác nhìn. Cái này thì nó dùng mấy năm rồi, rất chi là cũ rồi. Em cũng thử luôn với cái đoạn này luôn để các bác có hai cái sự lựa chọn chọn cưa. Đây là cái dòng SGK các bác ạ. Một cái dòng cưa của Nhật nhé. Giá của nó rất là hợp lý. Đây các bác thấy không? Rất sắc ngọt nhé, không kém phần. Cây sấu đường kính rất to, với cưa này thì nhà em đã sử dụng đến 2 năm giờ rồi. Nó cũng không giảm độ sắc ngọt nữa, để đến lâu hàn cả cưa rồi vẫn sắc.
Đây này các bác này. Cưa để lâu han cả cưa rồi, vẫn cắt vẫn ngon. Đấy nhá, đây là cái dòng SGK. Một cái dòng cưa mà cũng được các bác nhà mình sử dụng rất nhiều. Đấy. Vâng, thì các bác mà đang cần những cái mẫu kìm kéo cưa, những cái dụng cụ nông nghiệp bonsai cây cảnh thì hãy liên hệ với bên em qua đầu số điện thoại là 0869054295. Số điện thoại chính để em tư vấn các bác về tất cả những cái sản phẩm hữu ích nhất, giá hợp lý nhất. Vâng, và các bác muốn tham khảo tất cả những cái sản phẩm của bên em thì đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông để mỗi lần em làm video về những cái sản phẩm khác nhau các bác sẽ nhận được những cái thông báo. Chào các bác.